sau khi những doanh nghiệp đã đạt được OCOP thì có những cái kênh hỗ trợ quảng bá, rồi hỗ trợ về nhiều mặt để cho các cái doanh nghiệp có điều kiện và phát triển hơn. Từ khi nhận được cái chứng nhận OCOP á, thì tôi được nhiều công ty tới tham quan và muốn liên kết. Huyện sẽ tập trung vào hỗ trợ cho chủ thể trong vấn đề phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất cũng như là quy mô sản xuất của các cơ sở, quảng bá phát triển sản phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã phối hợp với các sở ban ngành để tổ chức các cái hội nghị hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ các chủ thể quảng bá, giới thiệu cũng như phân phối các sản phẩm trên địa bàn của cả nước. Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực, gia tăng giá trị sản phẩm, được chính phủ triển khai từ năm 2018. Và năm 2019, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng bắt đầu triển khai chương trình này không chỉ ở khu vực nông thôn mà cả thành thị. Từ đó đến nay, chương trình đã và đang dần lan tỏa mạnh tại các địa phương trong tỉnh và không ít sản phẩm chế biến từ nông sản đã được nâng tầm để phát triển. Sau khi đạt chứng nhận OCOP, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất được các ngành địa phương hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm rộng rãi hơn đến người tiêu dùng, được kết nối mở rộng thị trường. Nhờ vậy, giá trị nông sản được nâng lên rõ rệt. Tiếp tục nhân rộng và phát triển các sản phẩm OCOP, tỉnh, ngành nông nghiệp và các địa phương đã ban hành triển khai các chính sách khuyến khích hỗ trợ các nông hộ, cơ sở doanh nghiệp đổi mới quy trình, phương thức sản xuất, thiết bị công nghệ, chất lượng sản phẩm đến mẫu mã, bao bì, đầu ra, xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã phối hợp với các sở ban ngành để tổ chức các cái hội nghị cũng như các cái hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình có khả năng, có điều kiện để mà quảng bá, giới thiệu cũng như phân phối các sản phẩm trên địa bàn của cả nước. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh đã có 147 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó 63 sản phẩm 3 sao và 84 sản phẩm 4 sao. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ phát triển mới khoảng 200 sản phẩm OCOP, đồng thời nâng cao chất lượng các sản phẩm thăng hạng từ 3 sao lên 4 sao và từ 4 sao lên 5 sao. Có nhiều ưu thế trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, huyện Đất Đỏ đã đẩy mạnh nâng tầm nông sản địa phương qua chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm. Sau hơn 3 năm triển khai, đến nay, huyện Đất Đỏ đã có 20 sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP của 12 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ sản xuất kinh doanh được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao. Các sản phẩm chủ yếu là mãng cầu ta, nhãn xuồng Lộc An, dưa lưới Long Tân, chả cá chiên và tươi, cá đù bạc thơm, cá chép thơm, cá đù vàng thơm, cá sóc trắng thơm, cá đù một nắng, hạt điều rang muối, khoai môn láng dài, rau xanh Diệp Châu. Chúng tôi để đạt được cái sản phẩm chất lượng OCOP 4 sao thì chúng tôi đã phải đầu tư lại tất cả các quy trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đầu ra rất chi nghiêm mặt theo tiêu chuẩn HACCP. Có nghĩa là cái sản phẩm của mình bên mình là từ lúc nhân sống đầu vào là riêng một đường và theo cái vòng tròn khép kín là nhân chín sẽ ra riêng một đường chứ không có chung đụng lẫn lộn từ cái dụng cụ sản xuất cũng vậy. Đối với những sản phẩm mà đã được công nhận sản phẩm đạt chuẩn 3-4 sao như thời gian vừa rồi thì huyện sẽ tập trung vào hỗ trợ cho chủ thể trong vấn đề phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất cũng như là quy mô sản xuất của các cơ sở. Cùng với đó thì huyện sẽ cùng với các sở ngành để mà hỗ trợ cho các chủ thể trong vấn đề là quảng bá phát triển sản phẩm. Với nhiều tiềm năng phát triển những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng cùng với các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, từ năm 2020, huyện Xuyên Mộc tập trung triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, nhằm khắc phục tình trạng bấp bênh đầu ra, giá trị nông sản, cũng là định vị, nâng tầm sản phẩm nông nghiệp địa phương, tạo ra những lợi ích kép.
Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thực phẩm Uyên Nguyên tại xã Phước Tân, cũng ở huyện Xuyên Mộc, có sản phẩm bột gạo lứt mè đen và trà ngũ cốc quê tôi đã đạt OCOP 4 sao cuối năm 2022. Để cho ra sản phẩm OCOP, nguồn nguyên liệu được doanh nghiệp lựa chọn từ các nhà vườn uy tín ở Xuyên Mộc, không biến đổi gen, không chứa gluten. Bột gạo lứt mè đen, trà ngũ cốc phải mất từ 3 đến 4 ngày chế biến trên dây chuyền tự động. Bình quân mỗi tháng, doanh nghiệp cung cấp 300 đến 400 kg bột gạo lứt mè đen, 150 đến 200 kg trà ngũ cốc cho các siêu thị, bệnh viện và một số cửa hàng thực phẩm sạch tại thành phố Hồ Chí Minh. Đạt chứng nhận OCOP, doanh thu từ sản phẩm tăng 10 đến 20%. Sau khi những doanh nghiệp đã đạt được OCOP thì có những cái kênh hỗ trợ quảng bá, rồi hỗ trợ về nhiều mặt để cho các cái doanh nghiệp có điều kiện và phát triển hơn. Và sau khi đã được cái danh hiệu OCOP á, thì doanh nghiệp chúng tôi cũng thấy là nó cũng được tăng lên so với trước đây khi chưa có được đạt được OCOP. Đến nay, huyện Xuyên Mộc đã có 21 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 đến 4 sao. Và thực tế cho thấy, nỗ lực đạt chứng nhận OCOP được bù lại bằng giá trị nông sản địa phương tăng lên gấp nhiều lần. Nhằm tạo điều kiện cho các cái sản phẩm mà phát triển trong thời gian tới, thì Ủy ban nhân huyện tiếp tục là quảng bá thương hiệu trong và ngoài huyện, tạo điều kiện cho các cơ sở, các cái chủ thể tham gia OCOP ứng dụng cái chuyển đổi số trong sản xuất cũng như trong cái bán hàng, nâng cao về cái vai trò cái bảo hộ trí tuệ cho các cái sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Với mong muốn tạo ra những sản phẩm nấm tốt cho sức khỏe cộng đồng, bà Hồ Thị Thanh Hồng ở thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nấm Hải Nam rất tâm huyết với công việc trồng nấm. Tìm hiểu, thử nghiệm thay đổi phương thức sản xuất nấm từ vô cơ sang hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Hiện doanh nghiệp đang sản xuất các loại nấm bào ngư, sò thái, hoàng đế, hoàng kim, hồng ngọc, chân dài. Nhờ thực hiện quy trình trồng sản xuất nghiêm ngặt, không dùng các loại phân hóa học mà dùng các sản phẩm hữu cơ ủ lên men làm chất dinh dưỡng, sử dụng chế phẩm vi sinh điều chế từ các tinh dầu thực vật xử lý thay thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm nấm của bà Hồng luôn được người tiêu dùng đón nhận. Tháng 2 năm 2023, hai sản phẩm nấm bào ngư và nấm sò thái của công ty trách nhiệm hữu hạn nấm Hải Nam được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh. Mỗi năm, doanh nghiệp cung cấp cho thị trường gần 20 tấn nấm các loại, cung cấp giống cho các trại nấm trong và ngoài tỉnh khoảng từ 600.000 bịch phôi nấm. Để nâng cao cái giá trị sản phẩm của mình bằng cách là tôi nghiên cứu chút xíu để cho cái sản phẩm mình nó trở thành sản phẩm hữu cơ và đem cái sản phẩm hữu cơ đó cho tới người tiêu dùng để họ cảm nhận. Trước tiên là người tiêu dùng họ cảm nhận được cái sản phẩm mình là tốt, là sạch. Thì từ khi nhận được cái chứng nhận OCOP á, thì tôi được nhiều công ty tới tham quan và muốn liên kết. Triển khai từ năm 2019, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã ban hành chính sách khuyến khích hỗ trợ các nông hộ, cơ sở, doanh nghiệp đổi mới quy trình, phương thức sản xuất, thiết bị công nghệ, chất lượng sản phẩm đến mẫu mã, bao bì, đầu ra cho sản phẩm OCOP. Đến nay, thị xã Phú Mỹ đã có 11 sản phẩm của 6 chủ thể đạt chuẩn OCOP 3-4 sao cấp tỉnh. Đây là khởi đầu thành công của thị xã trong tiến trình nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Thì hàng năm, thì thị xã Phú Mỹ xây dựng các cái kế hoạch thực hiện OCOP, tập trung các cái nguồn lực. Ở đây thì sử dụng cái ngân sách của thị xã để mà làm cái chương trình OCOP cho thị xã. Thì sau đó thì thị xã đánh giá cái sản phẩm OCOP của mình và trình cho tỉnh để mà đánh giá lại cái sao cho các sản phẩm nông nghiệp. Được công nhận các mức sao OCOP, sản phẩm nông nghiệp của Bà Rịa Vũng Tàu cũng từng bước gắn sao trong lòng người tiêu dùng. Và những kết quả đạt được khẳng định chương trình OCOP đã tạo nên những chuyển dịch đúng hướng, góp phần nâng tầm nông sản địa phương. Thời gian tới, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình và mục tiêu đặt ra đến năm 2025 sẽ phát triển mới thêm 200 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh lên khoảng 350 sản phẩm. Xác định đạt tiêu chuẩn OCOP chính là định vị chất lượng, thương hiệu nông sản, qua đó nâng cao thu nhập cho nông dân một cách bền vững.
các cấp chính quyền, ngành nông nghiệp tỉnh cũng như các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trên địa bàn càng nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP mang đậm dấu ấn Bà Rịa - Vũng Tàu.